Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mệnh chủ tuổi đinh tỵ đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi đinh tỵ còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ hỏa bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, họ cũng là những người bạn chân thành và trung thành hết mức. Họ là người khiến cho tình bạn luôn sống mãi, bạn bè thích ở bên cạnh vì cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Nhược điểm lớn nhất của tuổi Đinh Tỵ chính là nhạy cảm quá mức, họ dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi Tài sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Cô chú tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Cô chú sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành các bậc trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Cô chú là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của cô chú tuổi đinh tỵ, họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021, cô chú tuổi đinh tỵ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Cô chú biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian cho bản thân mình. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định vì vậy tiền lương và tiền thưởng không phải là ít cô chú cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn đinh âm hỏa gặp ất âm mộng nên được gọi là thực thần nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí nên trong tháng này các gia chủ tuổi đinh tị cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc một chút sơ xuất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển cô chú cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình mình không những vậy, năm 2021 thái tế là sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy gia cát khuyên cô chú hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi đinh tị sinh năm 1977. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên cô chú hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Đinh Tị qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của cô chú tuổi Đinh Tị dự đoán rằng những người sinh năm 1977 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Cô chú nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, cô chú có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu cô chú nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô chú sẽ đạt được mục tiêu kết quả cô chú đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người hãy có những cư xử đúng mực đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của cô chú trong mắt của đồng nghiệp cô chú luôn tự lực cánh sinh chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai cũng không mong chờ được giúp đỡ cô chú sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý xếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy gia cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị dậu sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. khi những điều xấu không còn tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi đinh tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. May mắn cho tài lộc, cô chú sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc cô chú dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Cô chú tuổi đinh tỵ rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho cô chú khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, cô chú tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó cô chú sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Ngoài ra để kích vượng vận tài lộc thì cô chú hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình, cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho cô chú sinh năm 1977 cô chú có thể phải lòng ai đó và cần nắm bắt cơ hội cô chú sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc với những người không phù hợp hãy nhất quyết từ chối không liên quan chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc của cô chú cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí tháng này gia đình cô chú sẽ có chuyện vui có thể một chuyến du lịch ở nơi xa đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình cải thiện mối quan hệ của cô chú với các thành viên đồng thời cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự chia sẻ tâm tình vợ chồng cô chú để giải quyết các mâu thuẫn những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người là bậc làm cha làm mẹ hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo Chính vậy thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, cô chú tuổi đinh tỵ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu, năng lực của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho cô chú. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên cô chú vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu cô chú tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí. Tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất chắc. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái cô chú tuổi đinh tỵ 1977 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sắt, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú đinh tỵ. 3. Ngày Cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi đinh tỵ tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, Xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi đinh tỵ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 5 tháng 6 năm 2021 tức ngày 14 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 6 năm 2021 tức ngày 26 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi đinh tỵ. trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán. đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi Đinh Tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 2 tháng 6 năm 2021 tức ngày 11 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh thân, có nạp âm là thạch lựu mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 6 năm 2021 tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm thân, có nạp âm là kiếm phong kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 6 năm 2021 tức ngày 4 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp thân, có nạp âm là tiền trung thủy. Quý vị thân mến trên đây phong thủy lộc tài đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi đinh tỵ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại